khi mà anh chị launching một sản phẩm, khi anh chị làm một chiến lược nghiên cứu thị trường, các anh chị sẽ phải nhìn được toàn bộ cái bản đồ cạnh tranh. Nhớ nha, tìm nhìn được toàn bộ bản đồ cạnh tranh. Mục đích của nhìn toàn bộ bản đồ cạnh tranh để làm gì ạ? Mục đích của khi mà chúng ta làm nghiên cứu thị trường, chúng ta phải nhìn toàn bộ bản đồ cạnh tranh để làm gì ạ? Để tìm được thị trường ngách. Đúng không ạ? Thị trường ngách là gì? Cái sản phẩm chúng ta có tạo giá trị cao không ạ? Có không ạ? Có khác biệt không ạ? Chúng ta phải khác biệt hóa được. Chúng ta phải có lợi thế về mặt dài hạn không ạ? Lợi thế và nguồn lực về mặt dài hạn. Và đại dương phải gì ạ? Đại dương xanh. Chúng ta phải kiếm được gì ạ? Lợi nhuận. Chúng ta phải có phải trở thành market leader. Và thị trường đủ rộng là chúng ta có thể gì ạ? Scale up được. Hẹp quá không chứ? Lợi nhuận phải ngon. Thị trường ngách. Còn cái ông nào mà thấy không nghiên cứu thị trường, làm kinh doanh bản năng nhảy meo với thị trường, còn gì ạ? Nó đại dương đỏ. Mà đối thủ ta nó khủng. Thế sao ạ? Tôi cũng thiêu thân. Đây là cái video chúng ta phải nhìn được bản đồ cạnh tranh. Thì đây chúng ta phải tìm được một cái gì ạ? Thị trường ngách, nhớ cho mình. Nhảy nó là chết. Nó phải có một tiêu chí. Thị trường ngách, sản phẩm tạo giá trị khách hàng, các biệt hóa này, có lợi thế và nguồn lực về mặt dài hạn này. Đại dương xanh này, số 5 là lợi nhuận này, số 6 là có cơ hội để dẫn đầu thị trường, và số 7 là thị trường đủ rộng chúng ta phải skill up, thị trường hẹp quá cũng chết. Đây là câu trả lời chiến lược, where to play, how to win, chơi ở đâu và làm sao để chiến thắng.